cái bối nước coi. Ui, quá nguồn. Dám mình đâu rồi. Quá. Bá đạo muốn ăn của anh Phương. Ừ, mật ăn luôn. Mật mật. Mật cũng ăn luôn, đã ăn ăn dập cỡm ăn luôn. Khao 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 khao. Khao xong kìa, để tôi cắt bánh từng nào. Mọi người đi chơi thuyền một mình nhá. Mình vừa thuê được một cái thuyền chuẩn bị đi chơi, mọi người mua được mấy con cá thì để anh em nướng luôn. Anh em cần là cá vào cho mình nhá. Ôi ôi, may mắn được nhà được. Với gia đình mình đi chơi một chút nhá. Mình sẽ đi ngược lên phía thượng nguồn sông Khao mọi người, không đi sang bên sông Cái. Gia đình mình sẽ đi chơi một chút. Anh em đi chơi xuân chút cho nó vui thôi, cho các cháu nó đi đổi không khí cho nó mát mẻ. Mời mọi người cùng đi chơi chúng mình nhá. Anh em mình mua được con cá bây giờ nướng ăn ở trên này cho vui mọi người nhá. Mua được con cá ngạo gần 3 kg, rất to, ông anh đang xách. Dìa thắng đi, dìa thắng em coi nào. Câu anh em thấy không, câu cá này, cá sông đây. Cái câu được con cá này tuyệt vời rồi. Tất cả mang đây làm chứ, phải làm mổ bông ý đấy chứ. Em cảm ơn đây này, anh đây, đây làm. Cảm ơn thì để anh nhìn thịt nào. Bây giờ làm thịt mọi người ạ, làm thịt số cá này thì anh em mình sẽ nướng luôn. Đi lên trên đây con. Liên hoan luôn anh em đi chơi đầu xuân mua mỗi cá. Ui giời con nhạc. À, lên lên trên đây làm nó sạch chưa? Không, tăng rồi. Đây. Cho củi cháy nhiều than anh em mình sẽ nướng mọi người ạ. Ui giời cháy đấy. Sẽ nướng một con cá ngạo to 3 kg. Đây. Đây, thế nhỉ? Ơ cái này cặp gươm mà đi nướng. Và một rổ cá rô phi này, này một con cá chấm cỏ này. Măng đắng này này này. Hôm nay đi câu rất nhàn nhé, phát được con cá ngạo 3 cân luôn. Câu câu 100.000. Câu 170.000 á. Con cá ngạo đi với con ăn tiền nhỉ. Được chưa đây? Cá ngạo được 2 cân, hơn 2 cân tí. Nặng phết. Được rồi. Cá ngạo bấm ngồi được. Đem xong bổ cái bàn lên. Nhưng mà bia không cua này, mắm tôm chấm chấm cái đi không cua này. Trời ơi, chấm muối hết, muối có muối có mì tốt rồi. Muối chấm thì ngon. Về nhà lấy ăn cho ngon. Anh em mình sẽ xếp thế này mọi người, xếp cho nó khô đi cái đã. Nướng kiểu mới, nướng nhanh, nướng thần tốc luôn. Để lấy miếng củi cho nó ráo nước xong với kẹp vào que nướng sau. Mình chuẩn bị đóng củi khá to rồi. Đó là ruột nội cất đầu nói càn. Đấm đá. Trời lạnh mà. Thằng Vũ gió nhà khỏe nhờ. Khỏe luôn cáo ra này. Nướng răng nướng con này, một tiếng là chín rồi. Cực nướng khứa. Phương ép, anh Hồng ép lên chín đi chứ. Chín là cháy đi chứ. Cháy nóng ăn ngon. Con ăn trực tiếp luôn là gì đang. Con một con đi nữa này, Phương này còn con đi nữa. Thì trời bá đạo như này nhà mình á. Cầu phát lên bờ cả đống cá. 7-8 cân. Đúng là quả bóng bóng bá đạo. Đùi một gì thì chén cho. Không có đốt nữa. Mộ lòng nó ngạo nhìn sướng nhờ. Ông về thôi. Anh làm nướng mà Lê Thị Bảo. Ăn đây ngon hơn ở nhà đó. Ngon hơn.
Sau một thời gian ngắn anh em mình nướng là sắp chín đấy mọi người, nướng thần tốc, vừa nướng vừa đốt. Đi chơi nướng hoàng giả chú thôi nên là nướng nhanh, không cầu kỳ mọi người, tí nữa với chấm nước có muối ớt thôi. Đấy. Bọn mình như mấy con này là chín hết rồi anh em này. Đó. Mọi người thấy không? Con này thì đúng là thịt, nứt ra luôn này, ngon lắm. Thịt không nứt cả thớ thịt này. Đây. Đây. Trong cháu này. Đây. Có thì lệ mấy anh phương tiện đang mang tí thế lôi phương. Bên này là hồ, bọn mình hay đi câu mọi người ạ. Này bọn mình video thuyền chơi chút gặp ông bác đánh lưới về mua luôn, nướng luôn. Mình gọi là mẹ câu thần tốc đấy. Nước năm này nó rút khá nhanh. Mình giờ làm chương trình đi câu còn dài anh em nhá. Chờ đợi những video hay của mình nhá. Cá thì sắp được. Đây là con cá to này, con cá ngạo mọi người ạ, con cá ngạo. Cái hương mình gọi là ngạo, còn đây khác gọi cá gì mình không biết. Con này hơn 3 kg. Với một số cá rô và cá trắng, bọn mình mua chừng 5 kg đấy. Vì nướng siêu tốc của bọn mình nó không được đẹp lắm mọi người ạ. Nó nhanh cháy quá. Giã con cá 3 kg của mình nó giã hết rồi này. Mọi người anh em đang đốt bằng cách là ép cho nó chín luôn. Cứ vậy thôi, coi như mình chín giòn nó mọi người nhá. Được thì tí nữa ăn thôi. Nó có một que sọc nó chín nó có lỏng rồi. Cửa thì cửa lại nó nát hết rồi. Anh em mình chờ đợi một chút nữa. Còn chín rồi đó, con lửa cháy quá, khô rồi, khô nó mất ngoặt rồi. Anh gãy cái lửa bên đây, mình bên lửa đó, cái đầu này, mình cái đầu thôi bên nữa thì được rồi. Bên đây là sao rồi. Con cá nữa rồi. Đừng cho lửa cháy to bên nữa. Đấy, cái cục nó ra đi. Coi có mấy cái băng nắng được chưa anh Phương? Ra hết rồi, đã ra rồi. Mày, cái chỗ à, giờ nướng không khí trên đây à? Vâng, đang lại luộc. Bên đây mình có măng nắng nướng nha. Hương vị của rừng. Trên đây có chòi không? Quá ngon luôn. Ôi đừng đun cháy, chỗ đây nữa đây. Mình nướng cá xong mọi người, cả măng nắng này. Ba gia đình chúng mình đi chơi hoặc mua cá rồi bây giờ nướng xong ăn. Mời anh em cùng vào cuộc bọn mình nhá. Đây là con cá ngạo, đây là cá rô phi, một con cá chấm. Và có măng đắng rừng đấy. Chấm. Đấy này. Này phát trực tiếp phát con ơi. Phát không mặn. Đưa phát bác Phương đang nướng đấy. Không phát trực tiếp. Đây đây đây. Chấm. À đây là bỏ cái. Mình thử miếng con cá này xem thế nào mọi người nhá. Đây là con cá ngạo. Con ngạo. Này đây. Nhà mời nhá. Cá nướng ép mời chín đang còn đỏ này. Xem sẽ ngon nha. Chấm muối. Mời anh em nha. Con này còn bố. Con xoài đi chị này ơi, để sao để cắt đi. Xoài này. Xoài này. Chị này còn bố nướng còn chị. Muối chị. Có cắt chanh vô chưa? Chanh con đi á. Bố miếng đi bố nướng. Ngon lắm mọi người ạ. Không để đắng lắm anh em, không để đắng lắm. Đây, đây, đây là măng đắng mọi người này. Mẹ ơi. Măng đắng rừng này. Mới lấy về người ta mình nhà. Cái mà đây mọi người ơi, đây là đồ đặc sản đây mọi người ơi. Này này. Nhìn đi chỗ quay khác cái. Đây. Một tí. Đắng nhưng mà ngon lắm mọi người. Nướng ăn ngon luôn, đây là măng đắng nướng nhá. Nhiều người chưa ăn món này đâu. Lấy cho em một cái măng. Ăn đây nè, cái dao này là cắt măng đắng. Mẹ ơi. Mẹ. Đồ mơ. Cái dao đây là cắt măng đắng. Đồ mơ. Đây là hôm nay mình đi lên xuồng mọi người, lên du thuyền này. Mình thuê chiếc thuyền đi chơi một chút. Và gặp người ta bán cá mới đánh lưới về. Mình mua luôn con cá ngạo 3 kg. Một số công ty ấy chừng hơn 5 kg anh em nướng rồi. Tiên tụi mẹ ngồi. Xong rồi mời anh em cùng mũi để tia đưa mọi người chấm. Có nhà Tết vui vẻ thôi. Đây có ba gia đình anh em nhà mình thôi. Đây. Đấy, mời mọi người nhá, mời mình cùng ăn với mình nhá.
tay nó bận lắm mọi người ạ. Mình tạm ăn cho tạm dừng mấy chút ăn xong mình có lại mình xem sau nhé. Rượu đó, rượu đây này. Bia đây. Cháo luôn bia. Bật bia đi, bật bia đi. Ngồi quân, quân hai hai quân ngồi ra chỗ Xuân ngồi với mẹ. Thôi bật bia. Chỉ cho cái gì chỉ đó. Ra ngoài đây. Mở rượu. Bật bia anh Xuân ơi. Anh Xuân uống bia không? Vâng, bật bia cho. Để ăn cá không ngồi. Bia con cháu uống cho. Đây. Này, này. Chúc đi, chúc đi. Chúc đi. Cô, cho ba con bia này. Mẹ này. Nâng lên mà chúc đi. Ngọt đó. Mẹ này. À. Mẹ này. Này nâng em. À đây. Này anh em ơi. Bật đi anh. Mẹ ơi, đưa. Em muốn gì nhỉ? Ừ, để chị về. Rồi cô con. Đây. Chúc mừng nha, mời mọi người nha. Mời mọi người đây. Mọi người uống bia một mình nha. Đây, cậu con trai. Nâng cái măng lên cho nó ai con. Phải lấy nước xoài nha. Nâng cái măng, cả cái măng lên với... Na, cô ăn cơ chơi em cái măng với cái bè với cô này, hiểu không? Ừ, đúng không? Này, không ra. Đấy, đây là cá ngạo mọi người ạ. Con cá ngạo với phần này nó rất nhiều thịt mọi người này. Quá nhiều thịt luôn. Lấy cả cái đầm ra đây, lấy cả cái đầm ra đây, lấy cả cái đầm ra đây. Ai kìa con hiển đến khở ác nhỉ? Con quay sang đây cho anh. Đây là bộ lòng. Bộ lòng mà đang lập thịt bộ lòng mà bán nó sơi gần hết rồi anh em. Bộ lòng rất to, bộ lòng béo lắm mọi người ạ. Cô ra đi nấu sĩ đang quản á. Đây này, cô ra đây này. Lên đi, chín được rồi. Cái gì đây? Có chấm em, có chấm ăn cả rồi á. Cá ngạo này, đừng cá ngạo ngon lắm này. Sao nay cô ca này. Quay ăn cô ca đi nhá mẹ. Con ăn cái đường bên chín cô ca nữa. Bên này, bên đây con ạ, bên đây này. Con này con ăn trên đây này. Rồi nhá, lại dùng với bọn mình nhá. Em chưa bỏ ớt. Mời em nha, ngon lắm. Đây thầy ớt một góc nha. Mọi người một góc. Mày cắn đây rồi này. Cái chim nhỏ nhỉ. Ngon không? Có lẽ được em mình làm. Cá này phải nướng lúc lúc nữa chặt đấu như thế này, như này chặt mấy cái cao rồi cái tua nó đấu xuống là nó giống như làm những cái vị trên cái sàn ăn một hồi nướng khô là nó không còn ngon nữa. Đây là nướng hỏa tốc, có một tiếng đồng hồ là nướng xong hết luôn. Tiếng không được tiếng mắt hắn màu vàng hơn tiếng mà. Bên này, bên này nè, tay rồi đúng con gà nó ngon. Nào, bên này có xương mày ạ. Con ăn ở giữa người cái chỗ thịt trắng như xương. Ăn nha. Bảo ơi, đổ chai nước này, Bảo này. Đây này. Cô ấy có đổ chai nước là chỉ đổ tới le mà đây. Hết ăn đó. Hết ăn đó. Mặt này mình uống được không vậy? Nó ngon lắm à. Cái này thì ngon này. Nhưng mà làm chung được đấy. Cái này mọi người này. Đấy, cầm cả miếng này. Nhưng mà vẫn ăn. Chấm từ ớt nào. Chấm từ ớt đấy. Ngon nhờ vậy lại nhờ. Tăng nướng nó ngon nhờ. Cái gì chẳng ngon. Mày con được đi ăn ngon gì đó. Mẹ. Ba được lãi 5.000. Như ta bình thường tao lãi 5.000 tao. Mấy nghìn một cái? Ta mua 20.000. Xong nha. Đây đây. Ngu trời đi. Đây xong em mua. Cái quần lúc đó đó. Rồi đây mẹ ba quần chấm con ăn dần này. Cái quần đó thì em mà xuống cái fan thì mua hết bán rồi mà. Ui giời ơi của ai. Mình lấy đi cho ăn em này. Nếu mà chín được quần. Ngọt nhỉ. Ngọt đó. Thịt đó. Ngọt nhỉ. Ngạo 3 cân cái lưng nó to ngon cực kỳ còn nướng thì là không ngon. Em lấy cái bối nước coi. Ui, quá nguồn. Nhắm mình đâu rồi. Quá. Bá đạo muốn ăn của anh Phương. Nhắm mình đâu. Cũng ăn luôn. Mật mật. Mật cũng ăn luôn, đã ăn ăn dập cỡm ăn luôn. Kháo 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 kháo. Kháo xong kìa, để tôi cắt bánh từng nào. Trời ơi. Mẹ ơi, phải xuống sông rửa tay rồi. Lấy cái bỏ nữa, ra đây phải lau cái này. Tôi đang cứng. Mày ăn đây. Năm này, năm này, này càng ngọt đây chị Lệ. Một cá ngạo, bà gặp một cá ngạo luôn. Đúng là một cá ngạo, gặp một cá ngạo. Này năm ơi, ăn quá. Tí mẹ khỏi về ăn cơm. Xuống rửa tay à. Ui, ngọt lắm anh em ơi. Dẫn em nhá. Em, biến đằng cái bình này. Đứng ở đây quần, đứng ở đây, anh nó đang bị lùa, con ngáo đó. Em thì ơi. Quay lại.
nhão mất rồi. Nhanh em ơi. Bộ lòng mè thì mình ăn hết rồi nhá. Còn một bộ hài cốt, còn hài cốt nữa thôi. Cái này bóc mất lá đi, mất ăn tay hết mất lá đi. Cái này em bóc mẹ mất lá. Anh ơi. Cần bóc ạ. Anh em mà nếu có kịp về quê nhà mình nhá. Cá ngạ sông nhá. Ngã ba sông cứ đặt dốc cái nhá. Anh em có dịp lên quê nhà mình nhá. Đồ đặc sản, rẻ tiền mà ngon nhất. Vừa ăn đấy. Cũng ác quá. Mình là nói được làm được và ăn được. Mà mình cũng giống một cá ngạo vậy này. Hiện đây. Còn lắm mọi người, cái đầu cá ông anh đang ăn luôn đấy. Thôi bọn mình đi chơi rồi, nướng cá quay lại anh em xem rồi, nhớ xem ủng hộ mình nhá. Đây này, chào này, tất cả mọi người đây. Mình về thôi, bây giờ tối rồi. Đây này này, bánh trưng này. Này. Này 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 này. Quay vô. Quát đến đi. Quay vô. Ủng hộ tại. Này coi vô này. Hiền ơi, đừng ra nữa trượt chân bố con. Em ơi, con ơi. Cái này nhiều thịt mà. Ừ, trời. Cay dữ. Hiền ơi, đừng đi nữa Hiền. Ngon. Ngon hết. Ăn đi. Ủng hộ lại. Đi. Không. Cái này là cái gì?